Thuốc nuôi gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em Số điện thoại của Điền là 0347471112 Điền ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh anh em nào ở gần thì chạy qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ anh em Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2023 thì chích xanh mới vừa về thêm Thì Điền chiếc lẻ ra để phục vụ tất cả anh em đi Điền làm clip để giới thiệu lại với toàn thể anh em Nếu anh em nào chưa có xài thì mình tham khảo nha anh em Nếu Anh em nào xài rồi thì ok thì tiếp tục ủng hộ cái thằng chích xanh casino bên Điền bán nha anh em thì anh em xem video nhớ cho Điền một like anh em Để Điền có động lực làm những video tiếp theo cho anh em Về những cái dòng thuốc mới giá cả thuốc theo ngày tháng Thì thằng chích xanh casino đây là cái dòng thuốc tăng bo cấp tốc Được anh em sử dụng cực kỳ rộng rãi Đặc biệt ở những cái trận đấu lớn cần cái độ chính xác cao Không có gây hư hại gà về sau nha anh em Cái thằng này đã theo Điền 5-6 năm rồi Cực kỳ ok và chính xác nha anh em Nó không có hung hăng dữ dằn nhưng mà nó đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của anh em rồi nó không có phản gà không có gây tác dụng phụ khi về sau nói chung là nó không có lừ lừ gà nó rất là dễ chịu nghe anh em nhưng mà nó rất là mạnh mẽ bền bỉ một từ hai từ khó mà thể diễn tả thuốc trên thị trường rất là nhiều liền cũng vẫn nhập mới vẫn test nhưng mà không ok bằng cái thằng chích xanh này đâu nghe anh em thằng chích xanh này là anh em mà sử dụng rồi là hầu như sử dụng lại nó rất là nhiều nhiều khi cũng có những anh em như thế này sử dụng chất xanh vẫn ok hiệu quả ngon nhưng mà muốn thứ mạnh hơn đi kiếm những thứ khác xong vẫn quay lại xài chất xanh này luôn chất xanh này là nó được lòng rất là nhiều anh em về nó nó về mọi mặt về nhiều khía cạnh đâu phải được một loại thuốc hay gì là dễ đâu anh em nhiều khi nó mạnh nhưng mà nước hậu nó không có hoặc là nó quá nóng nó hư gà nhiều khi nước đầu nó không có nước hậu nó mới mạnh cũng không được rồi nhiều khi xài hay về hư gà cũng không được. Nó đủ thứ chuyện hết trơn nha anh em. Khó mà cân đối được như dòng chích xanh này nè. Bởi vậy có rất là nhiều dòng thuốc còn viên nhỏ chích đầy đủ trên nhưng mà điền vẫn thích nhất là thằng chích xanh này nè. Đây chích xanh casino 1C như vậy là 700 000 nha anh em. Một c vậy anh em chơi được 20 kg gà là khoảng 6 7 con uh, nồi á, uh. che thì 14 15 em tùy theo số ký anh em gộp gộp lại 20 kg á. Một c lẻ như vậy thì uh, 700 anh em nào xài nhiều lấy chai 5C là 3 triệu nha anh em. Bữa nay cái bóng đèn ngay đây nó bị đứt rồi. Đứt một đoạn này rồi. Không được sáng nha anh em, anh em thông cảm. Nguyên sen bữa nay còn ít sạch rồi, à. chưa về kịp nữa. Hàng cũng cài hơi gối. nay này chiếc lẻ 1C, một 1C một nhiều, 2C còn bỏ dưới chưa vừa có đem lên nha anh em. Cái đợt này nắp màu vàng không nhớ đợt rồi cái nắp màu gì nữa màu xanh gì <laughs> nắp màu vàng trong nha anh em liền chiếc mỗi đợt nó mỗi khác khác cho anh em cố gắng lấy cái nắp khác cho anh em đang xen qua xen lại để anh em coi cho nó đỡ nhiều khi nói trùng á bữa nay là ngày 8 tháng 9 nha anh em đó. tối rồi 6 giờ mấy tối rồi thì điền làm clip để chia sẻ đến toàn thể anh em để anh em nào có xài mình tham khảo nha anh em cái thằng này là liền phải nói là cực kỳ ok và nó điều độ nó vừa phải nó dễ xài thằng này gửi về bên cam ná bên casino rất là nhiều nha anh em từ xưa tới hiện giờ luôn hiện tại bây giờ ở thời điểm tháng 9 2023 vẫn vậy nha anh em thì vẫn giao rất là nhiều mối đi không có chưa có qua đó chơi lần nào nhưng mà thì giao nhiều mối với nó. bởi vì điện khẳng định với anh em chắc nịch là cực kỳ ok hàng chính xác cho những trận chơi lớn này, anh em rồi anh em nào có mua hàng thì alo trực tiếp cái số điện thoại của điện 0347471112 còn anh em nào mà ở khu vực gần chợ Hưng Long mình tránh á hoặc là có người nhà người thân bạn bè đâu cứ chạy qua nhà điện lấy hàng là có sẵn hết trơn anh em hổng gài nó cũng hết nên điện ít có làm clip với nó hổng gài nó về cũng hơi chậm chậm Người này có là lập tức làm clip chiếc ra là làm clip liền cho anh em Anh em theo dõi điền để cập nhật cái tin tức thuốc về mới nhất nha anh em Nhiều khi anh em xem mấy clip cũ điền cũng có nói ngày tháng rõ Nhưng mà anh em không để ý á Như thằng nhộng đỏ của Mỹ thằng đó là đứt hàng rất là lâu rồi nha anh em Điền bán rất là nhanh lẹ Cái cái hạn sử dụng là cực kỳ mới luôn Cho nên anh em yên tâm về cái vấn đề hàng cũ Hàng nó mới tin nè à nhưng mà trong những cái clip về là điện đã cập nhật theo ngày tháng cho anh em rồi anh em lưu ý cái vấn đề đó tí xíu còn về cái số điện thoại này điện có zalo số điện thoại này nghe anh em khi nào anh em nghe cái số điện thoại trong máy với tiêu đề mà giống nhau mới là điện anh em rồi anh em nào có mua hàng thì hú điện anh em cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian xem clip chào anh em